Mình ngủ là mình sẽ đeo một cái nẹp dài. Thì bây giờ tiếp theo của mình là gì? Tiếp theo của mình là mình sẽ cắt chỉ em. Rồi, đẹp ha. Đẹp à? Cái này thôi, mặt này đẹp. Chú đổi dụng phải không? Xin chào anh em. Ở video trước, anh em đã biết mình vừa hoàn thành ca phẫu thuật dây chằng chéo trước rồi ha. Những ngày tiếp theo mình vẫn ở trong bệnh viện, ăn mỗi ngày 4 bữa, sáng trưa chiều tối, vô thuốc giảm đau đều đặn, tập vật lý trị liệu 2 lần một ngày. Ở trong bệnh viện đúng ngay mấy ngày giỗ tổ Hùng Vương, nên xem như hai vợ chồng ăn lễ trong này. Sẵn dịp Futsal Việt Nam đang đá AF Cup, nên nằm viện xem luôn, đúng là một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ. Thời điểm này vết mổ còn mới, lúc tập đau lắm em à, cắn răng chịu đau tập luyện một chút, rồi chườm đá, vô thuốc giảm đau thì sẽ êm lại ngay thôi. Lúc này dù mới mổ gối được vài ngày thôi, nhưng mình đã có thể tập đi lại được nhẹ nhàng rồi và cũng không cần đeo nẹp. Thực ra thì cũng hơi run nhưng bắt buộc phải tập như vậy để đúng liệu trình và chân làm quen dần dần. Thực ra thì mình đang sử dụng dây chằng nhân tạo nên anh em nào đang phẫu thuật sử dụng dây chằng tự thân thì đừng làm theo mình nhé. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tập luyện nha. Sau khi thăm khám và mọi thứ đều ổn thỏa nên bác sĩ Vũ đã cho mình xuất viện ngay và luôn. Trời ơi, cái cảm giác nghe được xuất viện nó đã gì đâu. Mặc dù là bệnh viện này rất là tiện nghi nhưng không đâu bằng nhà mình anh em à. Xong xuôi, sau khi mình đã thực hiện kỹ thuật đi lại bình thường rồi, bác sĩ cho mình về nên xuất viện ha. Và đây, anh em nào thắc mắc về chi phí ha, total là 130, bảo hiểm y tế mình 28, còn 102 nha anh em. Đó, nhìn số chóng mặt chưa, chóng mặt chưa, chóng mặt chưa. Và có bất câu hỏi gì về dây chằng nhân tạo hay là bệnh viện Tâm Anh thì có thể đặt câu hỏi dưới, mình có thể chia sẻ nhiều hơn về những thắc mắc của mọi người cho cái chuyến hành trình đi phẫu thuật dây chằng chéo trước, phương pháp lấy mảnh ghép nhân tạo này nha. Rồi, lại kìm cái xe ở chân trái mà kìm cái xe không có chỗ. Lâu lắm mới thấy phố phường, năm ngày trong bệnh viện không thấy ánh mắt trời luôn. Được, này 6 tháng là ổn rồi, mổ là 6 tháng. A few moments later. Yeah, vậy là kết thúc một ngày nữa. Và hôm nay mình ngủ là sẽ đeo một cái nẹp dài để giữ an toàn. Lỡ trong lúc ngủ động đậy chân nó sẽ ảnh hưởng đến. Trong thời gian này mình vẫn duy trì tập luyện các bài tập vật lý trị liệu mà bác sĩ đã giao trong vòng 2 tuần cho đến ngày tái khám. Do chân mình chưa thể đi cầu thang được nên mình đã lắp một cái giường ở dưới nhà để đỡ cho việc leo cầu thang nè. Khoảng một tuần sau đã có dấu hiệu tiến triển tốt, mình có thể đi cầu thang từng bước nhẹ nhàng được rồi. Mừng quá, vậy là có thể được ngủ trong căn phòng yêu thương cùng với vợ rồi nè. Xin chào cả nhà. 9 giờ sáng. Bà, mình vừa mới ngủ dậy. Đây là một ngày thứ bảy cuối tuần. Tính ra là cho một tuần từ ngày mình phẫu thuật chân rồi nha. Chân hôm nay cảm thấy khá hơn rất là nhiều so với mọi khi rồi. Đi không cần phải dùng nạng hay là phải bó gối nữa. Mà bình thường trong lúc ở bệnh viện thì cũng không có cần xài tới. Này, vết mổ. Miếng băng keo này sử dụng được 10-20 ngày gì đó. Bác sĩ nói là dán một lần tới ngày tái khám luôn. Và công việc của mình mỗi buổi sáng khi thức dậy đó là thuốc bao tử. Thuốc mình đang uống đó là Nesum. Một viên mỗi sáng. Xong nhiệm vụ.
Vợ mình thì vẫn còn đang ngủ ha. Rồi, tập chân tí xíu. Hello cả nhà, và hôm nay là ngày thứ 13 sau mổ mình. Lẽ ra ngày 12 mình phải đi quay lại bệnh viện để tái khám rồi, nhưng mà bác sĩ kẹt việc lo cái máy test dây chằng nhân tạo vậy. Bác sĩ khoe quá trời bữa giờ mình, à, bữa nào đi bữa sau chân mình khỏi thì mình qua test thử cái máy test dây chằng đó của bác sĩ khoe đó đó. Cũng 12, 13 ngày ha, chưa được ra đường. Giờ mới lại được ra đi. Bữa giờ nằm nhà không à. Mang quà cho bác sĩ nữa. Bình thường á, là ở nhà mình đi mình không có nẹp chân giờ đâu. Tại đi lại ra gặp đông người với sợ bị té nên bác sĩ dặn phải nẹp chân lại. Nẹp gối. Chứ bình thường mình gỡ ra mình đi vẫn được bình thường ha. Một giỏ trái cây. Và bây giờ là 10:40, đang trên đường tới bệnh viện Tâm Anh ha. Trong nhà ok good yeah. Nhưng mà anh thấy dáng đi của em anh cũng chưa hài lòng, bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn còn mất cái độ duỗi của chân. Mất độ duỗi này có thể thứ nhất là do lúc anh mổ sẽ cố tình sẽ căng ra một chút. Sẽ cho over tầm cứ 10%. Để khi mà sau này em tập luyện em vận động á thì nó dây chằng nó vừa giãn ra. Rồi nó vừa giãn ra là nó vừa vững cho em đầu gối của em. Cái thứ hai nữa có thể là mình bị còn đang bị đau là do những bệnh kèm theo khác ha. Gút chẳng hạn thì nó sẽ làm em hạn chế vận động đó. Thì bây giờ tiếp theo của mình là gì? Tiếp theo của mình là mình sẽ cắt chỉ cho em. Em vết thương có 3 lỗ nhỏ thôi. Rất là đẹp. Cắt chỉ cho em. Tiếp đó thì cho em uống thuốc. Thứ nhất là gì? Cho em bớt sưng, bớt đau về gút ha. Và trong sau đó là thì giãn cơ. Thì em đi lại gần như bình thường. Trong vòng 2 đến 3 tuần tới em cần làm gì? Em cần tập đi bình thường cho em ha. Đi bình thường và tập thụ động các cơ vùng đùi. Sau đó tầm có 3 tuần ha. Sau ngày hôm nay tầm có 3 tuần đến 4 tuần anh sẽ cho em đi test kiểm tra bằng mấy test dây chằng ha. Lúc đó mình sẽ có thể so sánh thử về dây chằng cái chân của mình có vững như cái chân bên kia không. Ha. Mà anh demo được 2 ngày nay thì ok. Nói chung là ra những con số rất là khả quan, nhiều con số rất là hay. Để anh có thể chỉ em coi nhất là cái mà hổ mà lấy gân tự thân á, cái động tác mà xoay của em xoay ngoài nó sẽ yếu đi vì nó mất 2 con gân. Cái máy này đang phát hiện được chuyện đó. Và nó sẽ cho em thấy được cái chuyện đó. Đây anh vừa mới test một bệnh nhân thì gần như là cái kết quả nó đưa ra là cái chân mổ xong nó còn tốt nhiều hơn chân bên trái. Chân chưa mổ. Nói chung là cứ đợi ha, còn vững hơn nữa. Mười ba. Mười ba hả? 12, 13. Cái đó là gì á? Máy quay. Em tưởng, mẹ cho em tưởng cái tai nghe em sạc tai nghe đó. Em gỡ xem coi mít. Bác chủ coi chưa? Chưa, mấy chủ chưa coi. Chưa coi nữa. Rồi, đẹp ha. Đẹp à? Đẹp. Ok. Hết. Bác sĩ không cần coi cũng biết nó đẹp nữa. À, cái đen đen đó là cái vết mài đó. Nó là còn chỉ nó chỉ ít vậy thôi.
Tưởng nhiều chỉ lắm chứ, ai về có mấy cộng à? Còn lại là cái mài đóng vào đen đen. Và sau khi cắt chỉ xong, được dán lại như thế này. Hô hô. Xong ha. Giờ đẹp lại và đi về thôi. Tái khám cắt chỉ xong, mua thuốc xong, giờ thì về thôi. Lên đường về thôi. Kết thúc một ngày tại bệnh viện nữa. Bên cạnh cái việc mà mình tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại nhà, giống như anh em xem từ đầu clip đến giờ, thì có một vấn đề nữa mình được căn dặn rất là nhiều trước khi mình về nhà, đó là vấn đề về dinh dưỡng. Mình phải cung cấp ăn uống để bổ sung dinh dưỡng để thúc đẩy cho mình mau chóng phục hồi như trước đây. Thì việc bổ sung collagen nhóm 1 để giúp tái tạo sợi chằng mới cực kỳ quan trọng luôn. Và bác sĩ mình hướng dẫn mình sử dụng đây. Tendoarty cung cấp rất nhiều về collagen nhóm 1, một sản phẩm đến từ Tây Ban Nha. Mình sử dụng được mấy ngày rồi, ngày 2 viên, sáng một lần và chiều một lần. Giá một hộp là 360.000. Thì đó, phương pháp của bác sĩ Vũ mổ cho mình đó là sử dụng sợi chằng nhân tạo. Và nhiệm vụ của sợi chằng nhân tạo đó là đóng vai trò là một cái dàn giáo để cho cái sợi dây chằng cũ bị đứt của mình. Cái sợi dây chằng cũ bị đứt của mình họ không có cắt bỏ hay đi mà vẫn còn giữ nguyên trong khớp gối, và nó sẽ bám vào sợi dây chằng nhân tạo và hình thành nên sợi dây chằng mới trên cái sợi dây chằng nhân tạo đó. Thì cái việc mà mình bổ sung collagen nhóm 1 từ Tendoarty này sẽ giúp thúc đẩy cái vấn đề đó. Vấn đề hồi phục mình sẽ diễn ra được nhanh chóng và tốt hơn. Thì anh em có thể tham khảo và sử dụng thử nha. À, bây giờ thì cũng tối rồi, mình bắt đầu sẽ nghỉ ngơi và mai sẽ là một ngày mới. Trong giai đoạn này thì ở sân Thống Nhất đang rất là rộn ràng với những trận thi đấu của giải cầu bộ châu Á. Và đại diện của Việt Nam mình đó là Hoàng Gia Lai. Bản thân mình thì là một người thích xem bóng đá tại sân vận động, thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, đúng không nào? Và vì mình không tự đi xe được nên anh Lâm Đô Béo là người đèo mình đi xem buổi ngày hôm nay. Ra sân vận động xem bóng đá sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác trên TV. Chúng ta được ngồi gần hơn với vị trí của cầu thủ, quan sát rõ được hành động của cầu thủ mà mình muốn học tập theo. Điều này là điều mà truyền hình sẽ không làm được vì bị khuyết góc. Về cơ bản, xem truyền hình thì tốc độ cũng sẽ bị chậm hơn nên sẽ không thấy đã mắt. Ra sân mới là tận hưởng một trận đấu đúng nghĩa nha anh em. Choi Bo Kyung vào sân thay cho cầu thủ số 5 Yoon Young Sun.
mẫu số 27, Moon Son Min ghi bàn cho đội số 43 Moto. Ladies and gentlemen, we now go on to present the player of the match award to player number 9, Nguyễn Văn Toàn from Hoàng Anh Gia Lai for his excellent performance in the match. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả, cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay là cầu thủ mang áo số 9, Nguyễn Văn Toàn của đội Hoàng Anh Gia Lai. Đấu mà bước lên cái đội nó không quan trọng mà trận đấu mà không đều thì ok rồi. À chắc là dự tính cho ban đầu là tính là ban đầu tính là hòa không đều, Văn Toàn đạt thì đúng rồi. Tự nhiên lủng trái ngay khúc cuối. Ủa giờ sao? Thôi đi về. Và video clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha. Anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các video clip mình trong thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.